Kính chào bà con. Hôm nay là một buổi sáng thứ bảy, ngày 7 tây tháng 10 năm 2023. Lời nói đầu tiên, Trại Trường Quế Hai Ngôn Vĩnh Long xin kính chúc bà con một ngày nghỉ cuối tuần được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý bên gia đình và người thân. Cái trọng tâm của cái đoạn video hôm nay nó có những cái nội dung như sau là hôm nay mình xịt thuốc cho cái vườn sầu riêng. Nếu bà con xem nào, mấy đứa em đang xịt phía trước đó, thì cái vườn sầu riêng của tôi thì nó cũng đã đúng 4 năm tuổi nha bà con, 4 năm rồi. Thì hôm nay tôi xịt thuốc, tôi gán, tôi chăm sóc nó để khoảng tới cuối tháng 11 dương lịch này là tôi bắt đầu tôi sẽ để trái bói cho cái vườn cây của tôi. Thì cho nên hôm nay tôi xịt thuốc nè, bà con xem ha, xương xương cái vườn của tôi nó như thế này. Cái vườn này là cái vườn đặc biệt là hữu cơ 100% nha bà con, phân hữu cơ 100%. Mà cái phân hữu cơ gì thì tôi cũng xin thưa với bà con là cái phân tôi sử dụng cho miếng vườn của tôi là phân hữu cơ Trùng Quế. Tại vì tôi có cái trại Trùng Quế, trại Trùng Quế của tôi cái tên trại là trại Trùng Quế Hai Ngôn Vĩnh Long, với cái số điện thoại là 0986203159 nha bà con. Cái số đó là cái số điện thoại của tôi rất quen thuộc với tất cả bà con nông dân trong suốt cái thời gian qua. Thì hôm nay tôi xịt cái thuốc gì, tôi chia sẻ luôn với bà con là tôi xịt Gigumin. Gigumin tôi cộng với là Mancozeb xanh với cái thuốc sâu. Bà con xem trong cái xô đó, thì mỗi một xô đó như vậy thì mỗi một cái thùng xịt của tôi như thế này, là cái thùng này là 350 lít nước nha bà con, 350 lít nước, 350 lít nước cho một thùng. Thì trong một thùng như vậy thì tôi sử dụng có hai chai là A3 Super 3.6 nha bà con, thấy trong cái xô đó. Trong cái thùng xịt tôi thì nó như vậy. Cái dụng cụ nông nghiệp tôi làm vườn thì nó như thế này, bà con xem nè. Nói chung là tôi làm về là công nghiệp hết rồi, tôi có làm về cái thủ công. Cái máy nhỏ đó là để tôi bơm nước vô cái thùng. Cái máy nhỏ đó là để bơm nước vô thùng 300 lít. Tại vì bà con biết 300 lít nước mà mình khi mình còn khỏe, mình lấy cái xô mình múc vô thì nó mau. Nhưng đều khi mà mình xịt rồi mình mệt đó, thì tôi nói thật với bà con, múc 300 lít nước mà cái mương nó như thế này thì không phải là dễ múc đâu, nó mệt lắm. Thì cho nên tôi làm một cái gì tôi đều chia sẻ với tất cả bà con ha. Thì tôi cũng chia sẻ luôn cái công thức là tôi cho một cái phi tôi 350 lít nước như thế này là bao nhiêu thuốc gì. Thì 1 ký Mancozeb xanh ha, 1 ký Mancozeb xanh và nửa ký Gigumin Gon nha bà con, nửa ký Gigumin Gon. Thì hai cái này tôi phối trộn lại với cái thuốc sâu gầy đó. Thì bà con xem cái vườn của tôi nó như thế này, chia sẻ luôn bà con xem nè. Cái vườn của tôi nó cái cơi đọt nó như thế này rồi nè ha bà con. Thì cho nên cái cơi đọt nó như thế này rồi thì mình không cần mình xịt cái phân bón lá hay một cái thuốc kích thích gì nữa. Cái đọt này nó như vậy là nó đã đủ rồi ha. Cái lá, số lượng lá trồi như vậy thì tôi thấy nó cũng đủ cho cái cây của mình rồi nha bà con, đủ cái cây của mình rồi đó. Thì cho nên bà con xem đây đó. Thì những cái đoạn video như thế này là mang tính chất tham khảo để cho vui. Thì bà con nào có thấy vui vui thì bà con hãy cho tôi một like, bà con hãy đăng ký vào cái kênh YouTube Trại Trường Quế Hai Ngôn Vĩnh Long, với cái số điện thoại rất quen thuộc là 0986203159. Tôi là Hai Ngôn, tôi sẽ đồng hành và chia sẻ cùng với tất cả bà con nông dân ha. Bà con xem nè, mấy đứa em đang xịt đó. Thì những cái gì tôi làm được tôi đều chia sẻ với tất cả bà con ha. Bà con xem nè, đang xịt nè. Bà con ha, mình làm vườn sầu riêng mà mình có xịt như thế này nè, chứ mình không có hạ tiện thuốc được nha bà con. Không thể nào hạ tiện được, mình phải xịt cho nó ướt cây giống như mình tắm vậy đó, chứ không có nói là xịt với liều lượng là thấp hết được. Bà con xem ha, những cái em đang xịt. Thì trước khi kết thúc cái đoạn video như thế này, tôi xin kính chúc bà con được nhiều sức khỏe, một ngày nghỉ cuối tuần bên gia đình và người thân. Tôi hẹn gặp lại tất cả bà con trong những cái đoạn video tiếp theo. Xin kính chào bà con nha.